Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội Nông dân thành phố Biên Hòa đã tổ chức lễ giao vốn cho hội viên nông dân phường Tân Phong để thực hiện dự án trồng rau hữu cơ tại địa phương. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã trao 450 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho 22 hộ nông dân trồng rau. Thời gian sử dụng vốn 18 tháng với mức phí thu 0,55% một tháng. Đây là nguồn vốn giúp nông dân đầu tư phát triển sản xuất rau an toàn, tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống. Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã thực hiện giao vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án cho 88 hội viên nông dân.